Xin chào bác và anh em đã trở lại với kênh Hư Giang Audio. Thì ngày hôm nay một số các bác và anh em đã đặt dòng mic BBS U5600. Thì đây là một bộ mic em đã dán đẹp cho một bác khách đã yêu cầu là em dán các bác nhé. Đấy, mic BBS U5600 có tự ngắt với giá tiền 1.800.000 bao ship đời cực kỳ cao. Đấy, đây là đời cao nhất của BBS các bác nhé, với giá tiền là 1.800.000 bao ship. Dòng này có chế độ tự ngắt các bác này. Thì trên đầu thu của dòng mic này nó sẽ có tính năng như là thay đổi tần số sóng. Thì khi nào các bác và anh em sử dụng thay đổi tần số sóng thì các bác và anh em mới sử dụng những cái hàng phím này các bác nhé. Còn bốn hàng phím bên này là tăng giảm âm lượng. Đấy, các bác và anh em muốn tăng âm lượng cho mic A đấy, thì bấm mũi tên này. Còn giảm âm lượng thì bấm mũi tên bên này. Đấy, còn tăng âm lượng cho mic B thì ấn mũi tên này. Còn giảm âm lượng cho mic B thì ấn mũi tên này. Hàng trên là tăng giảm âm lượng cho mic A và hàng dưới là tăng giảm âm lượng cho mic B. Còn những cái phím bấm này là nó chỉ là tính năng thay đổi tần số sóng các bác nhé. Bác và anh em nếu mà không hiểu thì đừng lên động vào, nó sai tần số sóng thì lại phải lấy lại. Còn phần bên này là phần đảo kênh. Đấy, đảo kênh. Những cái phần này các bác và anh em không cần, nếu mà không liên quan thì không cần sử dụng những cái phím này. Đây là phím khóa này, mở khóa này. Đấy, bác về chỉ có tăng giảm âm lượng cho hai tay mic thôi. Còn lấy lại tần số thì em đã lấy lại hết rồi. Các bác và anh em về chỉ việc dùng. Đấy, thì khi bán cho bác và anh em âm lượng mỗi bên em để cho 26. Về nếu mà thấy to thì bác và anh em có thể là tăng lên, hoặc là nhỏ bác và anh em có thể là tăng thêm âm lượng thôi nhé. Dòng này dòng có chế độ tự ngắt. 42 456 70 456 70. Dòng này mà các bác và anh em làm kẹo kéo hay làm sự kiện thì sóng của nó cực kỳ xa, sóng rất rất ổn định các bác nhé. 456 70 42. Nhìn cái tay mic em đã dán vào rất đẹp các bác này, nói chung là rất đẹp. Khi mà không hát nữa đặt xuống bàn là sau 3 giây là tự nó ngắt các bác nhé. Đấy là dòng mic BBS đời cao tự ngắt đấy, đấy tự ngắt rồi đấy các bác này. Đấy, sẽ không có tiếng ra loa nữa và cầm lên thì nó sẽ hoạt động trở lại. Thì các bác và anh em có thể là tắt bỏ cái chế độ này được các bác nhé. Thích thì các bác và anh em để tự ngắt, hoặc không thì các bác và anh em tắt bỏ cái chế độ tự ngắt đi. Thì nó ở cái dưới chuôi này. Ở dưới chuôi này nó có một cái công tắc GS. Đấy, công tắc GS khi mà các bác và anh em giữ chặt thì nó sẽ hiển thị là up ở trên màn hình là tắt chế độ tự ngắt. Còn các bác và anh em giữ chặt nó hiển thị on ở trên màn hình là nó bật chế độ tự ngắt các bác nhé. Với giá tiền là 1.800.000 cho một bộ mic BBS đời cao này, rất hợp lý cho bác và anh em chơi gia đình hoặc là làm sự kiện. Thì bác nào có nhu cầu về những cái dòng mic BBS U5600, các bác và anh em gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Hương Giang Audio 0979987696. Bên em chuyển hàng toàn quốc, các bác và anh em được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác nhé.